Kính thưa cộng đoàn phục vụ, chúng ta vừa lắng nghe lời Chúa có hai bài đọc mang những ý nghĩa suy tư rất đặc biệt. Đó là lời của Chúa Giêsu: tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Chính anh em là chứng nhân về những điều đó. Như vậy, việc hiểu luật, sống luật Chúa mà các thiên sứ đã loan báo về Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ, thì nói như Đức Thánh Cha Phanxicô, để được biết Đức Kitô, để sống và giới thiệu mầu nhiệm cứu độ của Người trong đời sống chúng ta, thì trước hết là được ở với Ngài. Qua lề luật, qua lời của Ngài, chúng ta lắng nghe một số suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ở với bằng việc chạm vào nhân tính của Đức Kitô. Khi chúng ta quan sát cái nhìn và thái độ của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, đấng nhìn ra giá trị của người dân đang bước đi với Ngài, cũng như là những vết thương và tội lỗi của họ, đấng khám phá nỗi đau khổ âm thầm của họ và đấng bị thúc đẩy bởi những nhu cầu của người dân. Trên hết là khi họ bị choáng váng bởi sự bất công, sự nghèo nàn phi nhân, sự thờ ơ hay bởi những hành động bất kham của tình trạng tham nhũng và bạo lực. Chúng ta chiêm ngưỡng nghĩa cử và ngôn từ của Chúa Giêsu, vốn diễn tả tình yêu dành cho những người ở gần và tìm kiếm những người ở xa, dịu dàng và kiên quyết trong việc chối bỏ tội lỗi và trong việc loan báo tin mừng. Tiếng tác một cách vui tươi và đại lượng và trong phục vụ đặc biệt cho những người bé mọn nhất. Ở với bằng việc chiêm ngắm thần tính của Ngài, việc thức tỉnh và nuôi dưỡng một tâm tình ái mộ, việc học tập vốn làm gia tăng sự hiểu biết về Đức Kitô. Như Thánh Augustino nhắc nhở chúng ta không thể yêu người mà chúng ta không biết. Theo cái hiểu biết này, việc gặp gỡ với lời Chúa, đặc biệt là Tin Mừng, là nơi mà Đức Kitô nói với chúng ta, thể hiện trong tình yêu nhưng không của Ngài dành cho Chúa Cha và thấm nhuận niềm vui xuất phát từ sự vâng phục ý muốn của Chúa Cha và việc phục vụ anh chị em của chúng ta. Ai không biết Kinh Thánh thì không biết Chúa Giêsu. Ai không yêu mến Kinh Thánh thì không yêu mến Chúa Giêsu. Chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện cho việc đọc lời Chúa, lắng nghe điều mà Thiên Chúa nói đối với chúng ta và đối với dân của Ngài. Khi chúng ta cư ngụ và chiêm ngắm thần tính của Ngài bằng việc làm cho việc cầu nguyện trở thành một phần nền tảng của đời sống chúng ta, cầu nguyện dẫn chúng ta đến việc đặt bản thân của chúng ta vào trong bàn tay của Thiên Chúa để chu toàn ý muốn của Ngài và nhận ra kế hoạch cứu độ của Ngài, và cầu nguyện dạy cho chúng ta biết tôn thờ, học cách tôn thờ trong tinh lặng. Sau cùng, ở với Đức Kitô để sống cách vui tươi. Nếu chúng ta ở lại trong Ngài, thì niềm vui của Ngài sẽ ở trong chúng ta. Chúng ta sẽ không là những người môn đệ buồn bã và đắng cay. Trái lại, chúng ta phản ánh và là sứ giả của niềm hạnh phúc đích thực, một niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể lấy được. Chúng ta sẽ lan tỏa niềm hy vọng về một sự sống mới mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta. Lời mời gọi của Thiên Chúa không phải là một gánh nặng lấy đi niềm vui của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta xuất hiện trong tình trạng u buồn và mệt mỏi. Niềm vui mang tính lây lan của chúng ta phải là chứng tá đầu tiên cho sự gần gũi và tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta phản chiếu niềm vui xuất phát từ việc gặp gỡ Ngài và lan tỏa khi chúng ta gặp gỡ anh chị em của mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Và chính anh em sẽ là chứng nhân về những điều này. Chắc chắn chúng ta đã từng lắng nghe lời Chúa: ta là đường,
ta là sự thật và là sự sống. Chính Chúa đã sống thật, nói thật, cho dù sự thật đó dẫn đến cái chết đau thương trên thập giá. Chúa đã nêu gương và dạy chúng ta phải sống thật, bởi vì Thiên Chúa là sự thật. Thiên Chúa muốn con người phải sống trong sự thật, bởi vì sự thật sẽ giải thoát con người. Thế nhưng nhìn vào thế giới ngày hôm nay, một thế giới thực dụng hưởng thụ, thì sống thật là một thách đố cho các Kitô hữu. Việc sống thật trong thế giới hôm nay dường như trở nên hiếm hoi, bị coi như ngớ ngẩn và dại dột trước mắt người đời. Phải chăng khi con người đẩy Thiên Chúa là chân lý và sự thật ra khỏi cuộc đời họ, thì lương tâm hay thay đổi con người sẽ làm chủ và gây bao thảm họa cho nhân loại? Xuyên suốt chiều dài lịch sử xã hội, noi gương Chúa Giêsu đã biết có biết bao người dám sống, dám làm chứng và chết cho sự thật. Họ là những người đã can đảm làm chứng cho niềm tin vào đấng chân thật, dù phải trả giá bằng đau khổ, hiểu lầm, chống đối, thậm chí hy sinh chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, khi sống theo sự thật, ta chẳng cần phải thề thốt, ta tìm thấy bình an không chỉ cho bản thân mình mà cho những người sống chung quanh chúng ta. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hôm nay, một cách nào đó, nền giáo dục chạy theo thành tích đã đào tạo ra cả một thế hệ mang não trạng gian dối, từ giáo viên cho đến học sinh. Trong môi trường của các đại chủng viện của Thánh Công Giáo, không bao giờ được xảy ra thảm họa đó, bởi vì các đại chủng viện đang góp phần đào tạo đến những môn đệ và mục tử tương lai, những Antichristus là hiện thân Chúa Giêsu Kitô nơi giáo hội của Ngài ở trần gian. Muốn trở nên những chứng nhân của Thầy nơi môi trường đặc biệt này, chúng ta phải sống như Thánh Phaolô tông đồ. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi. Chúng ta nhận thấy trước khi Thánh Phaolô sống kinh nghiệm được tình yêu Chúa Kitô thôi thúc, thì chính Chúa Giêsu đã sống và đã truyền đạt để trải nghiệm Thiên Chúa yêu thương cắt cho các môn đệ. Ngài cảm nhận tuyệt vời tình yêu của Chúa Cha và những đòi hỏi tình yêu ấy, nên Ngài sống với các môn đệ bằng chính tình yêu của Chúa Cha. Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Giêsu là tình yêu trao ban, tình yêu cho đi và cho đi đến cùng. Điều rồi tất cả của Cha đều là của con. Đến lượt mình, Chúa Giêsu cũng sống với các môn đệ bằng tình yêu ấy. Ngài yêu các môn đệ đến cùng, yêu đến hy sinh mạng sống trên thập giá, đến mức như lời mời gọi của Ngài: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn yêu của mình. Anh em chúng sinh rất thân mến, hôm nay cũng là ngày anh em bế giảng năm học kết thúc niên khóa 2023-2024 với bao niềm vui và hy vọng. Có những anh em kết thúc chương trình đại chủng viện trở về với các giáo phận với sứ mạng mới đang chờ đón anh em. Có những anh em kết thúc một năm học để về nghỉ hè với giáo phận, giáo xứ và gia đình. Một số anh em hôm nay lên các vụ đọc sách và chúc lễ, niềm vui tràn đầy của ánh mắt, của nụ cười, nhưng không thiếu những trăn trở âm thầm vì nhận tác vụ chế một năm. Nhưng chúng ta hãy nói như lời Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu: tất cả là hồng ân. Chỉ có hồng ân của Thiên Chúa mới giúp chúng ta cảm nhận và nhận diện những dấu chỉ qua đời sống hàng ngày nơi ơn gọi, bổn phận và trách nhiệm của mỗi người. Cùng với anh em, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cảm ơn quý đấng mở trong các giáo phận đã yêu thương tín nhiệm và kỳ vọng nơi anh em. Cảm ơn quý cha giám đốc, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý thầy cô giáo, quý sơ và các nhân viên phục vụ, quý ân thân nhân đã giúp đỡ đại chủng viện Mỹ này bằng công việc, lời cầu nguyện cũng như giúp đỡ về tinh thần vật chất. Cầu chúc tất cả quý thầy luôn tràn đầy nghị lực, sống niềm vui tin mừng trong mỗi phút giây hiện tại, để sống lời mời gọi Đức Thánh Cha Francisco trong câu kết của tông môn Christus Vivit: Chúa Kitô đang sống.
Các bạn trẻ thân mến, cha xin vui mừng khi thấy các con chạy nhanh hơn những người chậm chạp và rụt rè. Các con cứ chạy vì được tôn nhan đáng yêu thu hút đấng mà chúng ta tôn thờ trong thánh thể và nhận ra Ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ. Xin cho Thánh Thần thúc đẩy các con trong hành trình tiến về phía trước. Hội Thánh đang cần đạt tin của các con, cần đến trực giác và đức tin của các con. Và khi các con đến nơi mà chúng tôi chưa đến, các con hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi. Xin Đức Mẹ Đa Vang luôn cầu hầu cùng Thiên Chúa lòng xót thương, ban muôn phúc lành và tình yêu thương để đỡ nâng, khích lệ toàn thể cộng đoàn hiện diện trong ơn gọi đức tin của cuộc đời. Amen.